Vậy được rồi các bạn. Không biết là tất cả, không biết là những bạn khác thì sao ha. Để thôi lát nữa cô đang nói lại gọi cô nữa đó. Ai ai nghe được ấn nhấn số 1 vô họp tin nhắn cho cô đi. Khỏi bật mic cũng được, nhấn vô đi để cô thấy đa số nghe được là được ha. Rồi, ok. Rồi vậy thôi chắc cô nói lại từ đầu nha các bạn. Tại nãy giờ các bạn cũng không nghe cô được nên là giờ cô nói lại ha. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái chương thuốc trị ký sinh trùng. Thì đối với các cái thuốc trị ký sinh trùng này thì mình sẽ có các cái nhóm thuốc là thứ nhất là cái thuốc ánh sáng ha. Thứ hai là nói chung là ánh sáng sáng hai nhóm, một là những trị nội ký sinh, trị nội ký sinh, và hai là những ngoại ký sinh, ngoại ký sinh. Thì đối với nhóm trị nội ký sinh thì mình sẽ có cái nhóm nhất nhất là các trị liệu chiếu sáng, các cái thuốc trị chiếu sáng này thì nó bao gồm là các trị liệu tung đũa ha, đũa xe dây và sáng lá đó. Hai là các thuốc trị cầu trùng, ba là các cái thuốc sinh trùng đường máu, và cái nhóm còn lại đó là các thuốc trị ngoại ký sinh. Trị ngoại ký sinh, ngoại ký sinh thì nó bao gồm là ve nè, ve rồi ghẻ rồi rọt mạc vân vân, đó là cái nhóm ngoại ký sinh. Các bạn cũng thấy là các ký sinh trùng nó đang đa dạng, và nó có thể ký sinh cả bên trong và bên ngoài cơ thể. Và đối với ký sinh đó các bạn thì nó có thể phát triển thành nhiều nhiều dạng giai đoạn khác nhau nhau. Các bạn cũng không biết là các bạn có ký sinh trùng chưa, nhưng nếu mà chúng ta học rồi thì biết là ký sinh trùng nó sẽ phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau và ở nhiều cơ quan khác nhau. Ví dụ như là cơ quan tiêu hóa là có nhiều ký sinh trùng nhất, cơ quan tiêu hóa có nhiều ký sinh trùng nhất. Rồi ngoài ra thì một số cơ quan khác ví dụ là ở gan thì nó cũng có sáng gan, ở phổi thì nó có phổi, phổi ở trong máu thì nó có tim tim đó, đó. Vậy chúng ta thấy là cái sinh trùng nó phát triển thứ nhất là qua nhiều giai đoạn khác nhau, thứ hai là có thể ký sinh là phát triển nhiều nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể, từ từ bên trong cho đến bên ngoài cơ thể. Rồi do vậy các thuốc trị cái sinh trùng làm sao nó có thể kiểm soát được những cái giai đoạn khác nhau cũng như là nhiều loại ký sinh khác nhau. Và về mặt phân loại lý và ta sẽ phân loại về sinh sáng, thì đối với sinh sáng thì nó sẽ được chia thành ba nhóm: có sinh sáng, có sinh dây và sinh sáng lá. Đối với sinh xuôi thì chủ yếu là nhóm tròn, tròn. Đối với nhóm tròn thì ta chủ yếu là ta thấy nó là có mặt ở trong đường tiêu hóa là chính, và ngoài ra thì nó có ở trong 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 máu các bạn, trong trong tim tim. Rồi rồi đối với cái sinh trùng thì khi mà nó sinh sôi và nó phát triển trong cơ thể thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của cơ thể ở một cái tầng nào đó. Ví dụ như là xe dây thì khi mà nó sống sống với cơ thể ký chủ thì cách mà nó sinh sinh là nó sẽ thực hiện cái việc hấp thu các ăn, hấp thu thức ăn dẫn đến cạnh tranh các ăn, cạnh tranh cái chất dinh dưỡng với chủ chủ và đảm bảo ảnh hưởng đến cái sự phát triển chung chung của cơ thể chủ chủ. Thì cái hình ảnh này các bạn bạn thấy là đối với con sáng dây thì nó có một đời là chỉ là ở trên con nuôi,
nghĩ là ở trên không gian mà nó còn phát triển ở trong người, phát triển ở trong người. Nếu không thông qua con đường thực phẩm này nè thì chúng ta ăn những cái loại rau, những cái loại rau lá mà ở trên cái vùng đất mà có nhà bò, và người ta sử dụng cái bò, người ta sử dụng bò tưới rau thì mình cũng có thể ăn cả khoảng những cái chính xác từ những một sổ đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh về vòng đời của sáng dây trên con chó. Trên con chó thì cái vòng đời của cái sáng dây ở trên con chấm chó thì nó ở đây nó không có cái chủ nha dây của nó thì nó không có và cái chủ nó thì không thấy có sự xuất hiện của con người hay không thấy có sự xuất hiện của con người hay mà nó sẽ tạo ra một số những cái chủ, một số những cái chủ khác, ví dụ như là sẽ phát triển một số những cái giai đoạn của nó thông qua cái chủ trung gian là con ve. Tuy nhiên á thì trong cái quá trình mình tiếp xúc với lại con chó mà có nhiễm sán á, thì con chó này nó có thể bài thải cái ấu trùng sán ra ngoài ha. Và khi mà chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta gần gũi với con chó, trong quá trình chúng ta nuôi con chó thì mình có thể tiếp xúc với nó. Khi mình tiếp xúc với con chó thì cái nguy cơ là mình có thể nhiễm những cái trứng sán này thông qua tay của mình, thông qua cái đồ ăn. Nếu mình rửa tay không sạch đó thì cái trứng sán này nó có thể nhiễm ha, nó có thể nhiễm vào trong cơ thể của mình. Và mặc dù là người không phải là cái ký chủ của nó nhưng mà cái ấu trùng này nó vẫn có thể phát triển ha, nó vẫn có thể phát triển và sau đó thì nó có thể di hành đi đến những cái cơ quan khác trong cơ thể của người. Và các bạn cũng có nghe những cái trường hợp là cái ấu trùng sán nó đi lạc chỗ các bạn, thì nó có thể đi lên não, nó có thể ra ngoài tai, nó có thể ra mắt hoặc là ra ngoài da đó. Thì đó là những cái trường hợp mà cái ấu trùng nó phát triển và nó di hành. Rồi cái sán dây trên con mèo thì nó sẽ phát triển cái vòng đời của nó qua một số những cái ký chủ trung gian như là chuột ớt ha, chuột ớt. Thì như vậy khi mình ăn những thực phẩm này mà không có được nấu chín kỹ thì cái nguy cơ là chúng ta cũng có thể nhiễm cái trứng sán từ cái sán dê trên mèo ha. Rồi đây là một cái hình ảnh của một cái đoạn ruột mà của con gà ha, mà nó bị nhiễm con giun đũa. Thì chúng thấy là cái mật độ nhiễm giun đũa ở trên cái con gà này nó rất là nặng ha, cái mức độ nhiễm giun đũa trên gà này rất là nặng.
mà thấy nguyên một cái đoạn ruột thì toàn là dung dung đũa không thôi đó. Thì đối với giun thì nó sẽ ký sinh bằng cách là nó hút máu các bạn, nó hút máu một cái chủ, và như vậy thì nó làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cái cơ thể chủ. Đối với những con gà mà nó bị nhiễm giun nó nặng như thế này thì thường là nó về cái thể trạng bên ngoài của nó sẽ rất là gầy ốm các bạn, nhìn nó gầy ốm và nó sơ xác. Và hầu hết những cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ gặp với những cái con vật nuôi ha, những cái con gà mà nó bị nó nuôi, nó được nuôi theo phương thức chăn thả các bạn, nuôi theo phương thức chăn thả gọi là gà thả vườn đó, thì cái mức độ nhiễm của nó sẽ cao hơn, tại vì nó ăn theo kiểu là nó ăn tự do, nó ăn tự do cho nên nó dễ nhiễm cái sự trùng hơn so với lại là những cái con gà mà được nuôi nhốt theo kiểu công nghiệp. Một số ký sinh khác thì nó có thể phát triển ở các cái mô, nó có thể sống ở các cái mô mà nó ảnh hưởng đến cái cấu trúc mô của cái chủ. Ví dụ như con giun, con giun đỏ ha, cái này nó gọi là con giun đỏ trên con ngựa đó, thì con này nó sẽ phát triển ở trong cái mô của cái chủ là con ngựa. Rồi thì đó là một vài những cái hình ảnh liên quan đến một số những cái loài ký sinh, có những cái loài ký sinh phổ biến. Thì như vậy chúng ta thấy là ký sinh nó sẽ có các cái cách để mà nó cạnh tranh các cái dinh dưỡng đối với ký chủ. Thứ nhất là nó hấp thu ha, thứ nhất là nó hấp thu các cái dưỡng chất đúng không? Rồi thứ hai nữa là nó sẽ như thế nào các bạn, thứ hai nữa là nó hút máu ha. Sáng thì nó sẽ hấp thu, rồi giun thì nó có thể hút máu. Thứ ba là nó sẽ hoạt động trong các cái mô của cái chủ, ảnh hưởng đến cấu trúc của cái chủ, ảnh hưởng đến cấu trúc mô của cái chủ. Và thứ tư nữa là các cái ký sinh thì nó có thể gây tắc nghẽn các cái cơ quan ha. Tắc nghẽn các cơ quan như cái hình ruột gà này, các bạn thấy đó, nó gây tắc nghẽn các cái cơ quan. Thì nó sinh sống và nó phát triển cái cơ quan nào thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mô của cơ quan đó, gây tắc nghẽn cái cơ quan đó. Ở ruột ha, thì mình sẽ có cái nhóm giun tròn, rồi ở trong mạch máu thì có giun tim ha, giun tim. Cái mạch máu con pylorhoid này là con ấu trùng các bạn, ấu trùng của con giun tim. Cái đối với giun tim này thì cái dạng trưởng thành thì nó sẽ ở trong quả tim ha, còn đối với dạng ấu trùng thì nó sẽ ở trong máu. Rồi ở gan thì nó sẽ có sáng lá gan đó, thì các bạn thấy đây là những cái ký sinh trùng mà nó phát triển ở các cái mô, ở các cái cơ quan, và do vậy nó có thể gây tắc nghẽn những cơ quan này. Thì khi mà nó phát triển ở các cái mô như vậy thì nó làm ảnh hưởng đến cái hoạt động chung của các cái mô, ảnh hưởng đến cấu trúc cũng như là chức năng và hoạt động của mô ha. Và nó có thể phụ những cái bệnh khác, những cái bệnh lý khác, ví dụ như trường hợp nhiễm sán lá gan thì nó có thể dẫn tới một số những cái bệnh do vi khuẩn khác chẳng hạn. Rồi nó có thể gây phản ứng mô ha, gây phản ứng ở mô. Rồi đây là hình ảnh của cái giun tim ở trên trên con chó ha, giun tim trên con chó. Các bạn thấy ở đây nó sẽ có ba cái hình ảnh. Thứ nhất là cái hình ảnh của cái vết máu ha, thì đây là cái ấu trùng của giun tim, đây là ấu trùng giun tim, đây là ấu trùng giun tim các bạn. Rồi cái hình thứ hai là cái con giun tim mà nó ở cái dạng trưởng thành. Ở dạng trưởng thành thì giun tim nó sẽ sống ở trong cái quả tim như thế này, nó sẽ sống ở trong các cái xoang, của tim. Và cái hình thứ ba đó là liên quan đến cái vòng đời, liên quan đến cái vòng đời của giun tim ở trên con chó. Thì các bạn thấy là giun tim nó sẽ trải qua các cái giai đoạn phát triển ha, các cái giai đoạn phát triển từ dạng ấu trùng cho đến dạng trưởng thành. Thì ba cái giai đoạn đầu tiên là nó sẽ phát triển trong cơ thể của con muỗi, và giai đoạn thứ 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 tư thứ ba thứ tư ha, thứ
3 thứ 4 thì nó sẽ phát triển trong cái cơ thể ký chủ là con chó. Và giai đoạn thứ 5 là giai đoạn trưởng thành, thì nó sẽ sống ở trong cái xoang bao tim các bạn. Nó sẽ sống ở trong cái xoang bao tim của con chó như thế này. Với cái mật độ nhiều thì các bạn thấy là nó dung tim nó có thể chiếm cả cái xoang bao tim. Và khi mà nó phát triển như thế này thì nó sẽ gây tắc nghẽn các bạn, gây tắc nghẽn quả tim làm ảnh hưởng đến cái sự lưu thông, sự vận chuyển, sự lưu thông của cái dòng máu nó, và gây ảnh hưởng chung đến hoạt động của các cái mô khác. Và cái việc điều trị dung tim thì nó cũng rất là khó khăn các bạn. Cái này đến cái phần các cái thuốc sử dụng cho điều trị dung tim thì cô sẽ có cái chia sẻ nhiều hơn về cái phần điều trị ha. Rồi đây là cái hình ảnh về cái con sán lá gan. Sán lá gan thì sán lá gan nó có hai loại các bạn. Một là sán lá gan lớn là cái con này ha. Và hai là sán lá gan nhỏ. Hai là sán lá gan nhỏ. Thì cả hai cái dạng này nó đều sinh sống và phát triển ở trong cái lá gan của cái loài nhai lại ha. Đây là một cái loại ký sinh mà phát triển ở trong gan của loài nhai lại, trâu bò dê cừu. Và cái việc mà mình phát hiện ra cái sán lá gan nó cũng tức là mình quan sát nó ở trong cái việc mình phát hiện nó ở trong cái lá gan các bạn, nó cũng khó chứ không có phải là dễ nhìn ha. Tại vì nó cũng nhỏ, cái trên cái hình này thì nó to như vậy nhưng mà cái hình thực tế của nó ở trên gan thì nó nhỏ thôi các bạn, nó nhỏ mà nó khá là khó quan sát. Tại vì cái màu sắc của nó cũng giống như cái màu sắc của cái nhu mô gan các bạn, khó nhìn ha. Và đối với những cái gan mà bị nhiễm sán lá gan thì nó có khuynh hướng là nó sẽ có những cái nốt ha, nó sẽ tạo thành. Tại vì khi mà nó phát triển ở trong cái nhu mô gan thì nó làm phá hủy cái nhu mô gan và nó gây nên những cái phản ứng ở đây. Hồi nãy trong cái phần về cái những cái ảnh hưởng của ký sinh trên các mô của vật chủ các bạn cũng thấy rồi đó. Tức là khi mà nó ký sinh ở đây thì nó sẽ gây phá hủy, nó làm hư hại mô gan ở chỗ này và nó sẽ tạo nên các cái phản ứng mô. Và ở tại những cái vị trí mà có cái con sán lá gan á thì gan nó cái bề mặt của cái nhu mô gan nó sẽ lồi lên, nó sẽ lồi lên tạo thành những cái nốt màu trắng ở đây. Thì khi mà chúng ta gặp những cái nốt màu trắng này ra thì cái khả năng mà chúng ta có thể quan sát thấy được là cái con sán lá gan ở trong này. Rồi đây là cái hình ảnh của một cái con chuông ở trên cái dung xoăn khí quản ichthyocallus. Rồi đây là dung xoăn dạ dày trên loài nhai lại ha. Cái này là dung chỉ các bạn, dung chỉ. Rồi đây là cái hình ảnh của một đây là một cái hình ảnh mà nó mô tả về các cái vị trí ha, các cái vị trí mà các cái loài ký sinh nó có thể phát triển trong cơ thể con heo, trong cơ thể con heo. Thì chúng ta sẽ thấy là hầu như ký sinh nó có thể hiện diện trên nhiều cơ quan ở bên trong của cơ thể con heo và kể cả ở bên ngoài ha, bên ngoài cơ thể. Thì điển hình như là chúng ta sẽ thấy là nó có cái ở phổi ha các bạn. Dung phổi ha. Rồi dung ở trên các cái cơ quan khác, ví dụ như là ở trên đường ruột ha, ở trên đường ruột ha. Các bạn thấy ở ruột non này, ha. Ở trên đường ruột thì nó rất là nhiều, trên đường ruột cũng nhiều rồi, ở trên thận đó là các bạn, trên thận ha. Đó, trên thận, trên phổi. Vâng vâng. Đó thì nó có rất là nhiều loại ha. Và đây là cái tên khoa học của nó nè. Đây là tên khoa học của nó. Cái này thì cô sẽ không có đi vào cô phân tích nhiều, tại vì cái này môn ký sinh trùng sẽ cung cấp những cái kiến thức này cho các bạn. Rồi, như vậy thì đó là một số những cái hình ảnh liên quan đến một ký sinh trùng thì nó còn rất là nhiều các bạn. Nó còn rất là nhiều cái loài. Đó, thì ở đây chúng ta liên quan đến cái môn học thì cô chỉ chia sẻ một vài cái
vài các cái loài thôi, ăn một vài các cái loài ký sinh phổ biến ha, một vài các cái loài ký sinh trùng phổ biến. Còn khi mà các bạn học ký sinh trùng thì chúng ta sẽ được học đầy đủ hơn, chúng ta sẽ được học đầy đủ hơn. Thì một vài cái chia sẻ như thế để các bạn có cái có một cái hình dung về cái gọi là cái đối tượng mà chúng ta sẽ cái đối tượng mà chúng ta sẽ nhắm đến trong các cái thuốc mà chúng ta sẽ tiếp tục đề cập sau đây. Thì như vậy chúng ta thấy là dù chúng ta chưa có được học đầy đủ về ký sinh trùng, nhưng mà rõ ràng là cái ký sinh trùng nó rất là đa dạng, đúng không? Nó rất là đa dạng, nó có thể ký sinh trên nhiều cơ quan khác nhau và trên nhiều và nó trưởng thành qua nhiều giai đoạn khác nhau. Và chưa kể là các cái giai đoạn phát triển của nó thì có sự tham gia của một số những cái ký chủ trung gian, ha, những cái ký chủ trung gian, và trong đó thì người là một trong số những cái ký chủ của các cái loại ký sinh trùng, người cũng là một trong số những cái ký chủ của nó. Ha. Do vậy thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta kiểm soát cái dung sáng nó cũng rất là quan trọng. Dung sáng thì xét về mặt gọi là cái tính nguy hiểm á, thì nó không có nguy hiểm, gọi là cái tính khẩn cấp và cái mức độ nghiêm trọng của nó thì nó không có nhiều ha. Nó không có nguy hiểm như là các cái bệnh truyền nhiễm, những cái bệnh do vi khuẩn virus ha. Và tuy nhiên á, thì chúng ta thấy rằng là với những cái cách thức mà cái ký sinh nó với những cách thức mà ký sinh trùng nó thực hiện để mà nó có thể phát triển được trong cơ thể ký chủ, thì các bạn thấy rõ ràng rằng là nó sẽ có những ảnh hưởng nhất định lên cái sự phát triển của ký chủ ha. Đặc biệt là nó cạnh tranh trực tiếp về các cái chất dinh dưỡng ha. Cạnh tranh trực tiếp các chất dinh dưỡng, và chưa kể là khi mà nó sinh sống và nó phát triển trong các cơ quan thì nó cũng có cái nguy cơ là nó làm ảnh hưởng đến cái hoạt động của những cơ quan đó, và cũng như là gây ảnh hưởng đến chức năng hoạt động, như là cái chức năng và cái cấu trúc cơ quan đó. Thành ra là đối với một cái thuốc trị dung sáng thì nó cũng sẽ có những cái yêu cầu ha. Nó cũng sẽ có những cái yêu cầu về mặt điều trị ha, về mặt tác dụng, để làm sao đảm bảo có thể kiểm soát được các cái ký sinh ha. Kiểm soát được các ký sinh và có thể kiểm soát được nhiều ký sinh, nhiều cái giai đoạn khác nhau của ký sinh ha. Và từ đó hỗ trợ cho cái sự phát triển, cái sự tăng trưởng của cái vật nuôi nói chung, và kể cả là hạn chế được những ảnh hưởng của nó đối với lại cái sự truyền lây ở trên người. Thì thứ nhất là các cái thuốc trị dung sáng nó phải có cái khoảng an toàn rộng. Thì cái khoảng an toàn rộng này các bạn hiểu nó là cái khoảng cách từ cái liều gây độc cho đến cái liều điều trị ha. Liều gây độc cho đến liều điều trị thì cái khoảng cách này nó phải rộng. Cái thuốc trị dung sáng nó cũng có những cái độc tính nhất định các bạn, tại vì là hầu hết những cái thuốc trị dung sáng thì nó sẽ, lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào cơ chế, nhưng mà vì liên quan đến cái tính chất thứ nhất này cho nên cô cũng chia sẻ một chút để các bạn hiểu là tại sao nó đòi hỏi phải có cái khoảng an toàn rộng. Bởi vì các bạn biết là một trong những cơ chế của cái thuốc trị dung sáng là nó sẽ tác động lên cái thần kinh ha, tác động lên thần kinh của con ký sinh. Và khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc trị dung sáng mà nó quá liều thì không chỉ là cái thuốc này nó tác động lên thần kinh của ký sinh, mà nó còn có khuynh hướng là nó cũng ảnh hưởng lên cái thần kinh của ký chủ, nó gây độc cho cái thần kinh của ký chủ ha, độc cho thần kinh của ký chủ. Vì vậy cái thuốc mà điều trị ký sinh trùng thì cái đòi hỏi thứ nhất là nó phải có khoảng an toàn rộng ha, phải có khoảng an toàn rộng, tức là cái khoảng cách giữa cái liều gây độc và cái liều điều trị nó phải rộng ha, nó phải rộng. Rồi cái thứ hai nữa là cái phổ hoạt động nó phải rộng. Thì cái này các bạn thấy là nó tại sao nó cần phải có cái tính chất thứ hai này, thì như cô cũng đã nói nãy giờ đó là mình thấy là cái ký sinh trùng thì nó rất là đa dạng, đúng không? Nó từ nội ký sinh cho đến ngoại ký sinh. Nội ký sinh thì nào là dung sáng, nào là phật trùng ha, nào là nguyên sinh động vật, vân vân, ký sinh trùng đường máu, vân vân.
thì nó đòi hỏi là cái phổi nó phải rộng, và thứ hai là nó phải được nhiều cái giai đoạn khác nhau thí sinh. Cái phổi hoạt động rộng chúng ta hiểu nó là như thế. Thứ ba là nó tác động được nhiều giai đoạn khác nhau. Thì cái này nó cũng nằm trong cái ý ở cái tính chất thứ hai thì cô cũng vừa giải thích rồi. Tức là nó tác động lên được trên nhiều giai đoạn khác nhau. Ý thứ hai này, phổ hoạt động rộng thì các bạn hiểu là tác động được trên nhiều đối tượng khác nhau. Trên nhiều đối tượng khác nhau, nội thí sinh, ngoại thí sinh. Và ý thứ ba này thì trên nhiều giai đoạn khác nhau. Trên nhiều giai đoạn khác nhau. Trên nhiều loài và trên nhiều giai đoạn. Thứ tư là nó không gây tác dụng phụ nguy hiểm. Không gây tác dụng phụ nguy hiểm. Thì cái này nó cũng tùy theo từng loại thuốc và tùy theo cái liều lượng chúng ta sử dụng. Tùy theo liều lượng chúng ta sử dụng. Bởi vì nếu mà chúng ta nói rằng là nó không gây tác dụng phụ thì cũng không đúng. À, tại vì cái tác dụng phụ của thuốc nó còn liên quan đến cái sự nhạy cảm của bản thân cái chủ đối với cái loại thuốc đó nè các bạn. Bỏ một cái loại thuốc thì bỏ một cá thể thì cái sự nhạy cảm của thuốc là khác nhau. Cho nên có những cái cá thể thì khi nó tác dụng nó nhạy cảm với thuốc thì cái thuốc đó nó cũng có thể gây nên những tác dụng phụ. Thứ năm là nó đơn giản trong việc cấp thuốc. Đơn giản trong việc cấp thuốc thì đối với cái thuốc mà trị ký sinh trùng thì nó cũng rất là đa dạng ha. Nó cũng rất là đa dạng. Tuy nhiên là hầu hết các cái thuốc thì hiện nay á, là nó đối với thuốc trị ký sinh trùng thì đa số là nó được bào chế ở cái dạng uống là nhiều. Đương nhiên cũng có cái dạng tiêm, nhưng mà cái dạng uống là chủ yếu. Tại vì hầu hết là các bạn thấy là cái ký sinh trùng á, thì đa số nó nằm ở đường tiêu hóa ha. Chủ yếu là nó nằm ở đường tiêu hóa là nhiều, cho nên là thường là các cái thuốc nó cũng được bào chế ở cái dạng là cấp qua đường tiêu hóa là chính. Cấp qua đường tiêu hóa là chính. Còn những cái thuốc mà kiểm soát ký sinh trùng ngoài da thì hiện nay nó được bào chế cũng rất đơn giản. Đó là có những cái loại thì các bạn chỉ cần là mình bôi lên da, mình bôi lên da, mình thoa lên da của nó ở một số các cái vị trí thì cái thuốc này nó có thể hấp thu vào trong cơ thể luôn các bạn. Và nó có thể không chỉ là kiểm soát cái nội ký ngoại ký sinh mà nó còn kiểm soát cả nội ký sinh. Nó có những cái loại thuốc như vậy. Tuy nhiên thì theo đó thì cái giá thành của thuốc nó cũng cao ha. Cái giá thành của thuốc nó cũng rất là cao. Và thường những cái thuốc mà nó bào chế ở những cái dạng mà tiện dụng như thế thì đa số là chúng ta dùng cho thuốc cưng là chính. Còn những cái dạng chế phẩm mà dùng cho để mà kiểm soát ký sinh trùng của những cái vật nuôi mà mình nuôi theo bầy đàn thì hầu như là chúng ta sẽ trộn vào trong thức ăn hoặc là chúng ta pha vào trong cái nước uống, pha vào trong nước uống để mà mình cấp thuốc cho nó. Và một cái nữa đó là về cái giá thành. Về cái giá thành của thuốc thì cái giá thành của thuốc thì đối với lại cái thuốc trị ký sinh trùng thì nếu mà chúng ta kiểm soát ký sinh trùng cho thú cưng thì chỉ một hai con thôi. Nhưng mà nếu mà kiểm soát ký sinh trùng cho những cái vật nuôi mà nuôi theo bầy đàn, ví dụ như là bò, heo, dê cừu, gà vịt vân vân, thì cái chi phí cho cái việc sử dụng thuốc trị ký sinh trùng, thuốc kiểm soát ký sinh trùng nó cũng rất là lớn ha, rất là lớn, tại vì mình phải dùng cho cả đàn. Cho nên là cái giá cả này thì mình cũng sẽ cân nhắc trong những cái tùy theo từng loại vật nuôi ha, tùy theo từng loại vật nuôi và tùy theo cái nhu cầu của cái người chủ nuôi. Chứ còn cái giá này thì mình cũng không có thể nói được là như thế nào là có thể chấp nhận được. Tại vì ví dụ như cũng với một cái giá đó, nhưng mà người ta thấy là cái giá đó thì được, nhưng mà một cái người khác thì thấy giá nó quá mắc ha. Cho nên là cái giá này thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái nhận định của cái người chủ nuôi các bạn. Rồi tiếp theo nữa là về cái thời gian tồn dư của thuốc trị ký sinh trùng đối với lại các cái ở trong mô của những cái vật nuôi, thì cái này nó liên quan đến những cái thú nuôi thương phẩm ha, những thú nuôi thương phẩm mình khai thác thịt, trứng, sữa vân vân đó, thì yêu cầu là các cái thuốc này nó phải có cái thời gian tồn dư nó ngắn ha, thời gian tồn dư ngắn để đảm bảo là nó không ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta khai thác các cái xuất sản.
Thì đó là một số những cái đặc tính, những cái đặc tính của các cái thuốc trị giun sán. À, tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái cơ chế các bạn. Chúng ta sẽ nói về cái cơ chế của các cái thuốc trị giun sán. Thì đối với các thuốc trị giun sán các bạn, đối với các thuốc trị giun sán thì cái cơ chế tác động của nó đơn giản thôi. Nó tác động rất là đơn giản ha, nó dựa theo cái cơ chế ký sinh của ký sinh trùng đối với ký chủ, cơ chế ký sinh. Thì so với là các thuốc kháng sinh đó, thì các thuốc trị ký sinh trùng nó chỉ có hai cái cơ chế thôi, nó chỉ có hai cơ chế thôi. Thì cơ chế thứ nhất là nó liên quan đến cái, thì các bạn cũng thấy là ký sinh nó phát triển trong cơ thể ký chủ thì chủ yếu là nó hấp thu dưỡng chất thông qua cái bề mặt cơ thể của nó, đúng không? Thứ nhất là nó sẽ bám, nó sẽ gắn vào các cái cơ quan ha. Ký sinh phát triển trong cơ thể ký chủ, muốn sinh sống và phát triển được trong cơ thể ký chủ thì nó phải bám, nó phải gắn được vào các cái cơ quan, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ lấy cái bản thân nó gọi là ký sinh mà, đúng không? Nó sống dựa vào cơ thể của ký chủ, và do vậy là để sống được thì nó phải lấy cái chất dinh dưỡng ha. Nó sẽ cạnh tranh các chất dinh dưỡng với ký chủ bằng cách là nó hấp thu cái dưỡng chất thông qua bề mặt cơ thể của nó, hoặc là nó sẽ hút 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 máu ha, là nó sẽ hút máu đó. Nó sẽ hút máu để mà nó lấy các chất dinh dưỡng của ký chủ. Và như vậy thì dựa trên cái cách sống và cái cách phát triển cũng như là cái cách cạnh tranh dinh dưỡng của ký sinh với ký chủ thì các cái thuốc nó sẽ có những cái cơ chế để mà can thiệp vào những cái hoạt động này của ký sinh ha. Nó sẽ can thiệp vào những cái hoạt động này của ký sinh. Thì có những cái thuốc là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động thần kinh của ký sinh, ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh của ký sinh. Thì nó ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh của ký sinh bằng cách là nó ức chế cái thần kinh vận động của ký sinh, hoặc là nó tăng cường cái thần kinh, nó tăng cường cái hoạt động của cái thần kinh vận động của ký sinh ha. Đối với lại các cái thuốc mà tác động lên thần kinh đó, thì nó sẽ theo hai cái hình thức. Một là nó sẽ tăng cường, tức là nó sẽ tăng cường cái hoạt động thần kinh của ký sinh, đặc biệt là thần kinh vận động ha. Chủ yếu là nó ảnh hưởng lên thần kinh vận động, thì nó sẽ tăng cường cái hoạt động thần kinh vận động ký sinh, và hai là nó sẽ ức chế cái hoạt động thần kinh vận động ký sinh. Thì cả hai cái cơ chế này nó đều ảnh hưởng đến cái hoạt động ha, nó đều ảnh hưởng đến cái sự vận động của ký sinh. Thì tăng vận động hay là giảm vận động thì nó đều làm ảnh hưởng đến cái sự bám, cái sự gắn của ký sinh đối với lại các mô cơ quan ở trong cơ thể ha. Nó đều ảnh hưởng đến sự bám, sự gắn của ký sinh đối với lại các cái mô, các cái cơ quan mà nó đang khu trú. Là cái thứ nhất. Cơ chế thứ hai là các cái thuốc nó sẽ ảnh hưởng lên cái gọi là cái sự chuyển hóa năng lượng của ký sinh. Cơ chế thứ hai là các cái thuốc nó sẽ ảnh hưởng lên cái hoạt động chuyển hóa năng lượng của ký sinh. Hoạt động chuyển hóa năng lượng của ký sinh. Nó sẽ ảnh hưởng lên sự phát triển và trao đổi năng lượng của ký sinh bằng cách là nó ngăn cản ký sinh hấp thu năng lượng hoặc là chuyển hóa năng lượng. Vậy thì đối với lại các cái thuốc trị giun sán thì các bạn nhớ là nó sẽ có hai cơ chế nha. Nó sẽ có hai cơ chế. Một là nó ảnh hưởng lên cái hoạt động thần kinh của ký sinh, là tăng vận động, tăng cường cái hoạt động của thần kinh, hoặc là ức chế sự dẫn truyền thần kinh, đặc biệt là thần kinh vận động. Và cách thứ hai là ảnh hưởng lên cái sự trao đổi năng lượng, ảnh hưởng lên cái sự hấp thu năng lượng và chuyển hóa năng lượng của ký sinh. Như vậy là thứ nhất là ảnh hưởng vào mặt thần kinh, thứ hai là về mặt chuyển hóa năng lượng. Cái cơ chế rất là đơn giản đúng không ạ? Thì cái cơ chế của thuốc nó dựa trên cái cơ chế mà con ký sinh nó thực hiện đối với lại cơ thể ký chủ, đó là nó sẽ bám gắn và nó lấy chất dinh dưỡng. Thì như vậy bây giờ các thuốc nó sẽ can thiệp, nó ảnh hưởng lên sự bám gắn cũng như là nó ảnh hưởng lên
hoạt động sử dụng năng lượng của thí sinh. Hai cái cơ chế nó đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây khi mà chúng ta nói về cái chương thí sinh trùng thì như từ đầu cô cũng đã có chia sẻ với các bạn là không, cái phần đó là các bạn không nghe được. Thì cô nhắc lại ha, là cái chương này nó rất là dài cho nên là cô sẽ trọng tâm vào một số những cái nội dung ha, để cho các bạn có thể nắm được cái kiến thức của cái chương này. Thì nó nhiều tại vì là nó có nhiều thuốc nha các bạn. Nó nhiều là do nó có nhiều thuốc. Chứ còn về cơ chế thì nó có những cái cơ chế của nó thì đơn giản thôi. Lát nữa các bạn sẽ thấy là nó sẽ lặp đi lặp lại hai cái cơ chế này. Ha, nó sẽ lặp đi lặp lại hai cơ chế này. Tức là một thuốc thì nó sẽ có hoặc là cơ chế thứ nhất hoặc là cơ chế thứ hai, hoặc có thuốc nó sẽ có cả hai cơ chế. Ha, cho nên đó lý do tại sao mà cô nói là cô sẽ nhấn mạnh một số các cái nội dung trọng tâm để cho các bạn có thể là nắm được cái kiến thức của cái chương này. Tại vì cái chương này nó nhiều, và nó nhiều ở đây không phải là nhiều kiến thức khác nhau mà nó lặp đi lặp lại, và do là nó có nhiều thuốc. Ha, trong cái chương này nó có nhiều nhóm thuốc, nhóm nội ký sinh rồi nhóm ngoại ký sinh. Thì trong nhóm nội ký sinh nó lại có là thuốc trị dung sáng, là thuốc trị cầu trùng, là thuốc trị ký sinh trùng, là rồi tiếp theo là nhóm ngoại ký sinh. Có nhiều nhóm như thế, nó làm nên là nó làm cho cái chương này nó nhiều, cái lượng kiến thức nó nhiều. Thì cô chia sẻ như thế để cho các bạn dễ trong cái việc là nắm bắt cái kiến thức của cái chương này. Rồi chúng ta sang cái nội dung tiếp theo ha, là thì các bạn cũng biết là cái thuốc trị ký sinh trùng nó gọi là nó được sử dụng để kiểm soát ký sinh ha. Nó được sử dụng để kiểm soát ký sinh. Các cái cơ chế của nó thì cũng rất là đơn giản thôi, hai cơ chế rất là đơn giản ha. Tuy nhiên thì nó cũng tương tự như là cái thuốc kháng sinh các bạn. Thì đối với các thuốc trị ký sinh trùng thì khi chúng ta sử dụng một khoảng thời gian thì nó các cái ký sinh nó cũng sẽ có cái khuynh hướng là nó sẽ đề kháng lại ha. Nó sẽ đề kháng lại với lại các cái thuốc mà nó đã từng tiếp xúc. Thì đối với các thuốc trị ký sinh trùng thì cái nhóm thuốc đầu tiên đó là nhóm benzimidazole. Nhóm benzimidazole thì một số những cái hoạt chất của cái nhóm này được phát triển vào khoảng những năm 1959, ví dụ như là phenothiazine, và vào năm 1964 là thiabenazole. Thì những cái thuốc này nó được sử dụng để kiểm soát cái dung sáng vào cái thời điểm đó. Tuy nhiên thì chỉ một vài năm sau đó thì người ta phát hiện thấy là có cái sự đề kháng của ký sinh đối với lại những cái loại thuốc này. Và cái việc đề kháng này nó thông qua gen, và cái thời gian đề kháng thì nó hình thành, cái mức độ đề kháng thì nó hình thành rất là nhanh. Và như vậy thì khi mà có cái sự phát hiện như thế thì bắt đầu là người ta phải tìm kiếm những cái dẫn xuất mới, và cũng như là phát triển thêm những cái hoạt chất khác để có thể là hạn chế được cái sự đề kháng của ký sinh. Cho nên hiện nay thì ngoài cái nhóm benzimidazole thì còn có rất là nhiều những cái thuốc khác. Thì sau thiabenazole thì có một cái hoạt chất khác thì cũng bị đề kháng, đó là morantel. Thì để mà hạn chế cái sự đề kháng của cái sinh trùng thì cái nhóm thuốc này nó cũng có một số những cái nguyên tắc sử dụng. Nó cũng có một số những cái nguyên tắc sử dụng để mà hạn chế cái sự đề kháng. Thì thứ nhất, cái nguyên tắc thứ nhất là mình sẽ sử dụng những cái thuốc trị dung sáng có phổ rộng. Thì cái phổ rộng ở đây chúng ta hiểu là nó rộng theo hai kiểu. Thứ nhất là nó diệt được nhiều cái loại ký sinh. Ha, diệt được nhiều loại ký sinh.
Và thứ hai nữa là cái cổ động này thì mình hiểu rằng là nó có thể diệt được nhiều giai đoạn khác nhau của ký sinh, diệt được nhiều loại ký sinh và diệt được nhiều giai đoạn khác nhau của ký sinh. Thì đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cho nên đối với các thuốc trị giun sán các bạn, đối với các thuốc trị giun sán thì hoặc là chúng ta sử dụng một loại thuốc trị giun sán có cổ động, hai là chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc mà ở cái dạng phối hợp, ha, những cái thuốc mà ở dạng phối hợp để mà đạt được cái nguyên tắc thứ nhất này. Rồi cái nguyên tắc thứ hai nữa là sử dụng thuốc có hiệu lực kéo dài, ha, sử dụng thuốc có hiệu lực kéo dài. Thì cái hiệu lực kéo dài này nó giúp kiểm soát được nhiều cái giai đoạn khác nhau của ký sinh, kiểm soát được nhiều giai đoạn khác nhau của ký sinh. Rồi cái nguyên tắc thứ ba nữa là cái việc sử dụng thuốc trị giun sán thì cần được luân phiên thay đổi ở một cái khoảng thời gian nhất định. Thì thông thường là khoảng 6 tháng là mình sẽ kiểm soát ký sinh trùng một lần. Trên người cũng tương tự như thế đúng không các bạn? Trên người là 6 tháng là chúng ta cũng sẽ dùng cái thuốc trị giun sán để chúng ta kiểm soát cái loại ký sinh này. Và trên vật nuôi thì cũng tương tự như thế. Và cái việc mà chúng ta sử dụng định kỳ như vậy thì chúng ta nên luân phiên thay đổi thuốc để mà nhằm hạn chế cái sự đề kháng. Như vậy thì cả ba cái nguyên tắc này khi mà chúng ta thực hiện thì nó có ý nghĩa là gì? Thứ nhất là mình kiểm soát được nhiều loại giun sán, thứ hai là mình kiểm soát được nhiều giai đoạn khác nhau của ký sinh, và thứ ba nữa là mình hạn chế được cái sự đề kháng của ký sinh, hạn chế sự đề kháng của ký sinh. Thì đó là những cái nguyên tắc trong cái sử dụng thuốc trị giun sán. Chúng ta sang cái phần tiếp theo là về phân loại. Thì cái thuốc trị giun sán nó có một cái phân loại rất là nhiều ha. Trong cái phân loại của thuốc trị giun sán thì nó được chia thành nhiều nhóm. Thứ nhất là nhóm benzimidazone. Thì nhóm benzimidazone này thì các bạn thấy là nó có khá là nhiều các cái hoạt chất ha. Thì cái hoạt chất đầu tiên của nhóm đó là thiabenazone. Và sau thiabenazone thì nó có nhiều những cái dẫn xuất khác. Thì cái thiabenazone này thì cái phổ của nó hẹp các bạn. Phổ của nó thì chủ yếu là đối với dung tròn thôi, dung tròn ha. Albendazole thì dung tròn, sáng dây và sáng lá. R này là roundworm, T này là tapeworm và L là leafworm. Leafworm là sáng lá ha, tapeworm là sáng dây, còn roundworm là dung tròn. Thì các bạn thấy là mỗi một hạt chất nó sẽ có một cái phổ tác động tương ứng ha, một cái phổ tác động tương ứng. Thì có những cái thuốc thì cái phổ của nó rộng, nhưng có những cái thuốc thì cái phổ của nó hẹp hơn. Thì trong thú y thì hiện nay chúng ta xài cái hoạt chất albendazole là chủ yếu ha. Đối với nhóm này á, thì trong thú y chúng ta xài chủ yếu là hoạt chất albendazole. Thì các bạn thấy cái albendazole nó là một cái hoạt chất mà nó có cái phổ khá là rộng, có cái phổ khá là rộng. Ngoài ra thì còn có những cái hoạt chất khác nữa ha. Tùy theo từng hoạt chất mà cái phổ nó sẽ khác nhau ha. Thì đối với những cái hoạt chất mà có cái phổ hẹp hơn các bạn, có cái phổ hẹp hơn, ví dụ như là thiofanat ha, hoặc là oxybenazone hoặc là bạclofenazone, thì các bạn thấy đây là những cái hoạt chất nó có phổ hẹp, nó chỉ tác động trên dung tròn thôi. Hoặc là những cái nhóm ở phía sau thì chúng ta thấy nè ha, như levamizone nè thì nó cũng trên dung tròn. Rồi Morantel, Birantel thì cũng trên nhóm dung tròn. Đó.
Tamiflu, Diclofos, vân vân đó. Thì tất cả những cái này nó chủ yếu là trên viêm tròn thôi, trên viêm tròn. Rồi piperazine thì cũng trên viêm tròn ha. Ivermectin, Ivermectin thì cái nhóm này nó có hai hoạt chất là doramectin và ivermectin. Đây cũng là những cái hoạt chất mà để trị viêm tròn, và đặc biệt là cái ivermectin này thì nó vừa kiểm soát được nội ký sinh mà vừa kiểm soát được ngoại ký sinh. Cái nhóm này là vừa kiểm soát được nội ký sinh vừa kiểm soát được ngoại ký sinh luôn nè các bạn. Ivermectin ha. Ivermectin. Và cái ivermectin này thì hoặc là doramectin thì ngoài kiểm soát viêm tròn ở trên đường tiêu hóa thì nó còn có thể được sử dụng để mà điều trị cái viêm tim ha, điều trị viêm tim. Rồi các cái nhóm khác, các nhóm khác thì nó cũng có rất nhiều những cái hoạt chất ha. Thì ở đây mình sẽ thấy là nó có hoạt chất thì nó kiểm soát viêm tròn, có hoạt chất thì nó điều trị được cái sáng dây, hoặc là có những cái loại thì nó sẽ kiểm soát cái sáng lá đó. Thì đây là những cái loại thuốc trị ký sinh mà nó có cái phổ hẹp, nó có cái phổ hẹp. Và đối với những cái thuốc mà nó có cái phổ hẹp như thế này thì thường là người ta sẽ bào chế nó ở cái dạng là phối hợp với nhau, phối hợp với nhau để mà tạo nên những cái sản phẩm mà nó có cái phổ nó rộng hơn, nó phổ nó rộng hơn. Ví dụ như là lát nữa thì chúng ta sẽ thấy là có những cái sản phẩm phối hợp giữa cái Brazilian Health và Rafosanit, rồi hoặc là Modern Health. Brazilian Health thì trên sáng dây nè, Rafosanit thì trên sáng lá, và người ta phối hợp thêm với lại Modern Health trên viêm tròn ha, để tạo thành một cái sản phẩm nó có phổ rộng, kiểm soát được cả viêm và sáng. Đó, về phân loại thì nó như thế, mà về phân loại thì nó như thế, nó rất là nhiều nhóm, cũng không thua kém gì kháng sinh đúng không, cũng không thua kém kháng sinh. Và mỗi một cái nhóm như thế thì nó tác động trên một cái đối tượng, mỗi hoạt chất thì nó tác động trên một cái đối tượng khác nhau, một cái đối tượng khác nhau. Thì đây là chúng ta mới có đề cập đến các cái hoạt chất mà trị viêm sáng rồi đó ha, trị viêm sáng thôi. Thì nó đã là bao nhiêu những cái hoạt chất đó. Thì như vậy trong cái nhóm này thì có chất thì kiểm soát được cả run và sáng, có chất thì chỉ kiểm soát viêm tròn thôi, kiểm soát viêm tròn. Thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái nhóm thuốc trị viêm tròn ha, nhóm thuốc trị viêm tròn. Thì trong cái nhóm thuốc trị viêm tròn này thì chỉ đề cập đến một vài cái hoạt chất thôi các bạn, tại vì chúng ta thấy nó rất là nhiều, các bạn thấy trên cái phần phân loại này rất là nhiều ha, thì mình chỉ đề cập đến một vài các cái thuốc mà nó được sử dụng chủ yếu thôi, được sử dụng chủ yếu hiện nay ha. Và như cô nói lúc nãy với các bạn đó, là các cái cơ chế để kiểm soát ký sinh đó thì nó cũng nó đơn giản, nó chỉ có hai cơ chế thôi, cho nên các bạn sẽ thấy là về mặt cơ chế của những cái chất mà được đề cập ở đây nó sẽ lặp đi lặp lại ha, nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nên đôi khi là nó sẽ làm cho các bạn hơi nhàm chán một chút đó. Tức là chúng ta sẽ thấy là hoặc là nó tác động lên cái sự chuyển hóa năng lượng, hoặc là nó tác động lên thần kinh ha. Hoặc là có loại thì nó sẽ có cả hai cái cơ chế đó. Thì như vậy những cái phần này nó sẽ lặp đi lặp lại, nó sẽ như giống như nhau. Thì đối với lại là tuy nhiên thì chúng ta chú ý là đối với các cái thuốc trị run á, đối với các thuốc trị run thì nó sẽ tập trung nhiều vào cái cơ chế là nó sẽ có hai cơ chế, nhưng mà nó có thể có cả hai cơ chế, nhưng mà các cái thuốc trị run thì đa số là nó sẽ nghiêng về cái cơ chế là ảnh hưởng lên cái thần kinh ha, lên cái thần kinh của ký sinh. Còn các thuốc trị sáng thì hầu hết các thuốc là nó tập trung nhiều vào cái cơ chế là ảnh hưởng lên sự chuyển hóa năng lượng ký sinh. Thì có một cái chia sẻ như thế để cho các bạn lưu ý ha. Thì cái thuốc trị viêm tròn, thứ nhất là albendazole
Thì đây là một cái hoạt chất của cái nhóm benzimidazon. Benzimidazon. Thì cái hoạt chất này là một cái dẫn xuất ha, cái dẫn xuất của cái thiamidazon, nó cũng đã có mặt từ rất là lâu và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Thì nó có những cái ưu điểm là cái phổ, về cái phổ ha, nó có cái phổ khá là rộng trên nhiều cái đối tượng sinh khác nhau. Và cái thứ hai nữa là vì nó đã được thay đổi về mặt cấu trúc cho nên là nó cũng hạn chế được cái sự đề kháng của sinh, và cho đến hiện nay thì nó vẫn còn được sử dụng rộng rãi, nó vẫn đạt được cái hiệu quả điều trị và nó vẫn đang được sử dụng rất là rộng rãi ở trong thuốc y. Thì về mặt cơ chế thì nó sẽ tác động lên cái enzyme liên quan đến sự chuyển hóa năng lượng, đó là enzyme fumarate reductase. Thì cái enzyme này nó nằm trong cái chu trình stress đó các bạn. Các bạn về các bạn xem lại cái chu trình stress ha, các cái giai đoạn chuyển hóa năng lượng của chu trình stress thì các bạn sẽ thấy là có cái enzyme này nó tham gia vào trong cái chu trình đó ha, trong cái chu trình đó. Thì về mặt tác động thì đây là một cái hoạt chất mà nó tác động được trên cả xương và sáng, cho nên các bạn thấy là trong cái phổ tác động của nó là nó sẽ kiểm soát được các cái zoom ha, zoom trên các cơ quan và kể cả cái nhóm sáng dây và sáng đá luôn ha, sáng dây và sáng đá. Đây là một vài cái sản phẩm liên quan đến cái albendazole. Thì vì cái đặc thù của cái nhóm này là cái ký sinh trùng trên đường tiêu hóa là chiếm đa số, nên như từ đầu cô cũng có nói với các bạn là đa số các chế phẩm thì nó sẽ bào chế ở cái dạng là cấp qua đường tiêu hóa, rất là nhiều sản phẩm ở cái dạng cấp qua đường tiêu hóa, có thể là dạng viên hoặc là dạng dung dịch, dạng dung dịch uống. Rồi kể cả là dạng tim ha. Đó. Thì tùy theo là chúng ta, đây là cũng là thuốc dạng viên các bạn. Đây cũng là thuốc dạng viên. Đây là dạng tim ha. Thì tùy theo chúng ta sử dụng cái loại nào thì chúng ta sẽ chọn cái loại đó. Rồi. Tiếp theo là lobamizol. Thì lobamizol nó là một cái hoạt chất thuộc cái nhóm thứ hai rồi. Nhóm thứ hai là nhóm imidazolinazol nè. Nhóm imidazolinazol. Thì về cái phần về lý hóa tính thì cái này các bạn đọc thêm ha. Cô mình không có đi vào chi tiết những cái nội dung này nha. Chúng ta chỉ nói về chủ yếu là về cơ chế, về tác dụng của nó ha. Về cơ chế và tác dụng của nó chứ. Thì cái thuốc này nó cho cái sự hấp thu khá là nhanh. Cái nồng độ thuốc ở trong máu nó cũng đạt được sau một cái khoảng thời gian tiêm rất là ngắn, đó là khoảng 1 giờ ha. Và có thể kéo dài trong mô đến 5 ngày. Và như vậy là nó cho được một cái ưu thế là gì? Thời gian tác động nhanh và cái tốc độ tác động khá là nhanh và cái thời gian tác động là kéo dài ha. Các cái thuốc thì nó bài thải qua phân, kiểu bài thải qua phân và nước tiểu ha. Rồi về cơ chế thì các bạn thấy đối với lobamizol thì nó sẽ có hai cơ chế. Thứ nhất là nó sẽ tác động lên cái thần kinh ký sinh, nó tác động theo cả hai cơ chế luôn các bạn. Thứ nhất là nó liên quan đến cái hoạt động thần kinh, ảnh hưởng lên cái hoạt động thần kinh của ký sinh, nó làm tê liệt cái thần kinh vận động ký sinh, tê liệt cơ, và cái điều này nó làm giảm khả năng bám gắn của ký sinh ở trên các cái cơ quan. Và cái thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến sự chuyển hóa năng lượng của ký sinh. Thì khi mà ảnh hưởng lên sự chuyển hóa năng lượng của ký sinh thì nó làm cho ký sinh nó bị như thế nào các bạn? Ký sinh nó bị mất năng lượng ha, nó bị mất năng lượng. Nó không còn cái khả năng để nó hoạt động ha, không còn khả năng để duy trì được cái sự hoạt động. Kết hợp với lại là cái thần kinh cơ nó bị tê liệt ha, thần kinh cơ nó bị tê liệt nữa, cho nên nó
thứ nhất là nó không thể bám, không thể gắn được vào cơ quan, và thứ hai là nó không còn đủ cái năng lượng để nó hoạt động, nó không còn cái năng lượng để nó hoạt động, và từ đó là nó sẽ bị đẩy ra khỏi cái cơ quan đó, bị đẩy ra khỏi cơ quan đó và bị đói và chết. Thì đây là một số những cái liều lượng sử dụng ha. Liều lượng sử dụng thì chúng ta cũng tham khảo thôi, tại vì cái này thì hiện tại là chúng ta sử dụng cái chế phẩm nào thì chúng ta sẽ tuân thủ theo cái liều lượng của cái nhà sản xuất người ta khuyến cáo ha. Cái liều lượng ở đây thì mình tham khảo thôi các bạn. Thì đối với Levamisole thì cái chất này nó chỉ kiểm soát được gương thôi. Trong cái phần phân loại thì mình cũng thấy đó, Levamisole nó chỉ kiểm soát được giống như tròn đường tiêu hóa, đường tròn ở phổi hoặc là trung tim. Rồi, đây là một số những cái dạng bào chế của Levamisole. Thì đây là những cái sản phẩm mà được bào chế ở cái dạng là dùng qua đường tiêu hóa ha, dạng viên hoặc là dạng uống. Một số những cái thông tin liên quan đến cái tính an toàn và tính độc, tính an toàn và tính độc. Thì nói chung là các cái thuốc mà hiện đang được lưu hành cũng như là đang được sử dụng phổ biến thì đa số là nó có cái độ an toàn nó cao, hầu hết là nó an toàn cho vật nuôi, và đương nhiên là trong cái liều lượng sử dụng thì người ta cũng sẽ khuyến cáo chúng ta không có nên dùng cái liều là tối đa là bao nhiêu, đúng không? Tối đa cái liều lượng sử dụng là bao nhiêu, chúng ta không được sử dụng vượt một cái liều lượng cụ thể là bao nhiêu đó, thì nó sẽ có những biểu hiện độc. Thì cái này thì trong những cái gọi là những cái thông tin liên quan sử dụng thuốc thì nó cũng được công bố rất là rõ ràng ha. Thì đối với lại Levamisole là khi mà chúng ta sử dụng thuốc qua đường uống thì mình không được giết mổ trong vòng 48 giờ, và cũng không dùng cho thuốc sản xuất sữa. Đối với đường tiêm thì không được giết mổ trong vòng 7 ngày. Vì đối với đường tiêm thì nó sẽ phân bố đến nhiều các cái cơ quan trong cơ thể nhiều hơn so với lại cái đường uống thì nó ít hơn. Đường uống thì như vậy, cái dạng đường uống thì đa chủ yếu là để kiểm soát cái sinh trùng ở trên đường tiêu hóa này. Còn đường tiêm thì nó sẽ phân bố rộng rãi trên những cái cơ quan khác để kiểm soát cái sinh trùng ở những cơ quan khác, nên là cái thời gian đối với đường tiêm thuốc nó sẽ lưu hành ở trong máu này. Cho nên cái thời gian mà mình ngưng giết mổ nó sẽ dài hơn so với lại tim. Rồi tiếp theo là Modantel và Birantel. Thì đây nó cũng là những cái hoạt chất mà kiểm soát cái viêm tròn ha, kiểm soát những viêm tròn, những cái hoạt chất phổ hẹp ha. Về mặt dược lý thì chúng ta thấy là nó cũng khi mà chúng ta cắt qua đường tiêu hóa thì thuốc nó cũng được hấp thu các bạn, không nói là nó cũng được hấp thu vào trong máu rồi chuyển hóa ở gan và bài thải qua nước tiểu ha. Thì cái này là những cái đặc điểm dược lý nó chung thôi ha, nó chung cho một cái loại thuốc. Về kiểu tác động thì đối với lại Modantel và Birantel, đối với Modantel và Birantel thì chúng ta thấy là nó cũng có cả hai kiểu tác động ha, hai kiểu tác động. Thứ nhất là nó ảnh hưởng lên cái thần kinh hoạt động thần kinh của thí sinh, và về cái tác động lên thần kinh đó, thì cái khả năng tác động của nó là nó sẽ ảnh hưởng lên cái enzyme, đó là enzyme cholinesterase, cái này nó chỉ có một kiểu tác động thôi ha, nó chỉ có một kiểu tác động thôi, đó là nó tác động lên thần kinh thôi, nó không có ảnh hưởng lên cái thần kinh cơ. Cô đang nhầm cái cholinesterase này với cái enzyme fumarate reductase. Thì cái cholinesterase này nó là một cái enzyme phân giải acetylcholine, thì cái acetylcholine này nó là một cái chất dẫn truyền thần kinh các bạn, chất dẫn truyền thần kinh. Thì cái Modantel này nó ngăn cản cái hoạt động của cái enzyme này, từ đó ngăn phân giải acetylcholine và ngăn cản
cái sự dẫn truyền thần kinh, và từ đó làm cho cái thần kinh vận động của thí sinh nó bị giảm vận động, giảm vận động và làm tê liệt thí sinh. Vậy các bạn thấy là từ nãy giờ thì qua một số những cái hoạt chất mà tác động lên thí sinh, thì giống như cô nói đó, thì hầu hết những cái thuốc mà tác động lên nhóm xương thì đa số là nó sẽ theo khuynh hướng là ảnh hưởng lên thần kinh là chủ yếu, đúng không? Ảnh hưởng lên cái thần kinh cơ của thí sinh là chủ yếu. Thì hoạt chất này thì cũng kiểm soát ở dung tròn, kiểm soát được cái thí sinh trùng là nhóm dung tròn trên ruột, trên dạ dày ruột của loài nhai lại là chính. Và cái khoảng an toàn của nó cũng khá là rộng, các bạn, khoảng an toàn khá là rộng. Cái này là liều lượng ha, về mặt liều lượng thì các bạn tham khảo nha. Đó, thì đây là những cái nội dung mà nó cũng làm cho cái số slide trong cái chương này nó nhiều hơn so với những cái chương khác ha. Thì những cái nào mà nó gọi là mang tính chất tham khảo, như là về mặt liều lượng, về mặt lý hóa tính, thì chúng ta sẽ những cái nội dung đó thì các bạn sẽ xem thôi ha. Bạn xem qua để các bạn biết thôi, và khi cần các bạn có thể xem lại những cái nội dung này. Chứ còn chúng ta cũng không cần thiết là phải học thuộc lòng cái này, tại vì mình không có nhớ được ha, không có thể nào mà chúng ta thuộc nổi như thế này đâu. Rồi tiếp theo là một số những cái hoạt chất phốt pho hữu cơ, organophosphorus. Thì đây là những cái hoạt chất mà nó có nguồn gốc từ cái thuốc trừ sâu, nên là cái khả năng mà gọi là cái khả năng dẫn truyền thuốc các bạn nó rất là mạnh ha. Cái thuốc này thì cái khả năng nó gọi là khả năng dẫn lưu thuốc nó rất là mạnh đó. Và do vậy thì cái nguy cơ mà gây cho nên cái độ an toàn của nó thấp ha. Cái khả năng tác động của nó trên ký sinh cũng rất là mạnh mẽ, tuy nhiên thì vì cái khả năng dẫn truyền của nó cao cho nên nó là cái nó cũng có thể gây những cái ảnh hưởng, những cái độc tính trên cái thần kinh của cái chủ ha, ký chủ. Và do vậy thì hiện nay những cái hoạt chất này thì hầu như là người ta sử dụng chủ yếu để mà kiểm soát những cái ký sinh trùng ở bên ngoài các bạn, ngoài ký sinh ha. Cái nhóm này thì mặc dù nó nằm trong, nó được xếp vào nhóm là có thể kiểm soát được vô sáng vô tròn, nhưng mà vì những cái độc tính của nó như thế nên là người ta sử dụng chủ yếu để mà kiểm soát ngoại ký sinh, thì cái cơ chế của nó cũng là tác động thần kinh. Và chính cái cơ chế này ha, chính cái sự dẫn truyền này nó rất là mạnh mẽ cho nên nó tác động rất là tốt lên ký sinh. Tuy nhiên thì nó cũng có thể gây những cái phản ứng độc, những cái phản ứng, những cái độc tính cho cái ký chủ. Và đó là lý do mà vì sao cái nhóm này hiện nay chủ yếu là dùng để kiểm soát cái ngoại ký sinh là chính ha. Đây là một cái sản phẩm ha. Cái này nó không phải nhưng mà đây là một cái sản phẩm ha, một cái sản phẩm mà nó có chứa cái Camaphos. Thì cái tên thương mại của sản phẩm này nó là Asunton. Thì đây là một cái dạng xà bông tắm chó để kiểm soát ngoại ký sinh. Và cái hoạt chất mà có trong thành phần này đó là Camaphos, với cái nồng độ cũng rất là thấp, là 1% các bạn, nồng độ 1% ha, để kiểm soát ngoại ký sinh. Đối với lại thì khi như vậy cái nhóm phốt pho hữu cơ này thì chỉ chia sẻ với các bạn một số những cái, chúng ta chỉ cần nắm một số những cái thông tin như thế thôi ha, về cơ chế tác động cũng như là những cái độc tính của nó, và từ đó thì chúng ta hiểu được cái ứng dụng của nó hiện nay. Rồi cái hoạt chất tiếp theo là Biberazine. Thì đây cũng là một cái hoạt chất mà cũng gọi là cái việc sử dụng cái hoạt chất này nó cũng khá là phổ biến các bạn. Cái Biberazine
thì cơ chế của nó là các bạn cũng sẽ thấy là nó liên quan đến cái sự nó ngăn sự hoạt động của cái acetylcholine đó, và cũng là một cái dạng thuốc làm ảnh hưởng lên cái thần kinh của con ký sinh. Cho nên chúng ta thấy là cái cơ chế mà của những cái thuốc trị vuông tròn là nó sẽ tập trung vào cái thần kinh, nó tập trung vào cái sự tác động lên thần kinh của ký sinh là chính. Thì cái piperazine này nó cũng có cái cơ chế nằm trong cái nhóm đó. Thì cái đối tượng mà nó tác động đó là vuông tròn, vuông cắt hạt, trên vuông móc và spondylet này gọi là vuông lương, các bạn lương mà không có tác động được trên cái con sán, mà con whipworm này nó gọi là sán, nó gọi là chim roi ha, chim thì đây là tên khoa học của những cái loài giun, những cái loài giun ở trên một số các cái loài ngựa hoặc trâu bò. Đây là tên khoa học của nó ha. Cái para para scaris này là giun đỏ, các bạn giun đỏ. Còn các cái tên khoa học mà nó có cái trico này ha, trico này là giun tóc này, osiris này là giun chỉ này, giun lương này, giun lương đó. Thì mình việt hóa nó như thế. Còn khi các bạn học ký sinh trùng thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái tên khoa học của nó ha. Rồi ở trong bò cừu, ở heo cũng như là một số những loại khác đó, thì những cái này là tên khoa học của giun hết các bạn. Đây là giun đỗ trên con heo nè, giun ở trên dạ dày nè, giun phổi nè, rồi đây là giun đỗ đường ruột nè, giun đỗ trên 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 đường ruột của chó mèo, đây là giun đỗ trên đường ruột của gia cầm. Còn heterokit này là sán, sán đó. Thì chúng ta tạm hiểu những cái tên khoa học này nó ở cái mức độ như thế nha. Rồi khi bạn học ký sinh trùng thì cô nghĩ chắc là các bạn cũng phải thuộc những cái tên này hay như thế nào đó thì cô không biết, nhưng mà chúng ta sẽ đi sâu vào những cái tên khoa học này nhiều hơn ha. Rồi về liều lượng thì các bạn cũng tham khảo nha các bạn. Thì cái piperazine thì được cho biết là cái tính độc của nó thì rất là thấp ha, rất là thấp, và nếu mà có thì là nó sẽ ảnh hưởng lên thần kinh của cái ký chủ. Như cô nói với các bạn rồi, những cái thuốc trị ký sinh này thì thuốc nào mà nó tức là khi mà chúng ta sử dụng nó liều cao hoặc là quá liều á thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái ký chủ luôn ha. Thì thuốc nào tác động lên thần kinh của ký sinh thì nó cũng sẽ ảnh hưởng lên thần kinh của ký chủ đó. Cho nên là đối với piperazine thì cái cơ chế của nó là nó ảnh hưởng lên thần kinh của ký sinh, và do vậy nếu mà chúng ta sử dụng quá liều hoặc là những cái vật nuôi nào mà nó quá nhạy cảm với cái hoạt chất này thì nó cũng sẽ thể hiện một số những cái đặc tính trong thần kinh ha. Mặc dù là nó không có nghiêm trọng nhưng mà nó cũng biểu hiện ở một cái dạng giống như là tác dụng phụ vậy các bạn, tác dụng phụ. Và những cái biểu hiện đó thì chúng ta cũng sẽ thấy là do cái thuốc này, do cái cơ chế của cái thuốc là nó làm ảnh hưởng lên thần kinh. Ví dụ như ở trên con thú nhỏ thì cái piperazine nó có thể gây nôn, và có thể là nó chỉ nhẹ thôi, cái biểu hiện là nó chỉ nhẹ thôi, nhưng mà đây là một trong những cái triệu chứng mà chúng ta thấy là cái piperazine nó có ảnh hưởng lên cái thần kinh của cái con ký chủ, ký chủ. Và thuốc có thể sử dụng cho thú mang thai. Một số thuốc là không không thể sử dụng cho thú mang thai ha, tại vì khi mà thuốc mà ảnh hưởng lên thần kinh á, hoặc là cái thú con thú đó nó nhạy cảm với cái thuốc đó thì nó có thể làm tăng cái thần kinh vận động, tăng cái co bóp tử cung, các bạn tăng co bóp tử cung và nó có thể gây sảy thai. Và đây là một trong những cái tác dụng phụ mà đã có ghi nhận trên thực tế ha, đã có ghi nhận trên thực tế. Cho nên đối với thú mang thai thì cái việc mà tẩy ký sinh trùng á, thì chúng ta nên 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 xem xét, tức là chúng ta nên nên cân nhắc ha, nên cân nhắc, tại vì thuốc nó có thể ảnh hưởng lên cái thần kinh, và đặc biệt là thần kinh vận động, nó có thể gây co thắt các cơ, co thắt các cơ và ảnh hưởng lên cái sự co thắt của tử cung và có thể gây sảy thai.
cái điều này chúng ta cũng cần cân nhắc. Bởi vì như 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 chúng ta cũng thấy là cái sinh trùng thì cái khả năng gây chết hay là cái mức độ nghiêm trọng nó không như những cái mầm bệnh khác. Thành ra cái việc tại cái sinh trùng mình có thể dời lại, mình có thể trì hoãn cho đến khi là con thú nó sinh con xong thì chúng ta có thể thực hiện cái việc này. Thì những cái này là chúng ta cần lưu ý nha. Rồi đây là một số những cái sản phẩm có Diberazin thì chủ yếu cũng là dạng siro uống hoặc là dạng dung dịch uống solution. Thì đó là những cái hoạt chất ha, những cái hoạt chất trong cái nhóm thuốc trị dung tròn, trong cái nhóm thuốc trị dung tròn. Thì trong nhóm thuốc trị dung tròn thì có những hoạt chất ví dụ như là albendazole chẳng hạn. Thì albendazole thì nó vừa kiểm soát dung tròn vừa kiểm soát sáng dây sáng lá. Tuy nhiên thì hầu hết các cái hoạt chất còn lại thì là chủ yếu là kiểm soát dung tròn thôi. Chúng ta sang cái nhóm thứ hai là thuốc trị sáng dây. Thuốc trị sáng dây thì đối với lại cái nhóm thuốc trị sáng dây thì nó có chúng ta chỉ đề cập đến một vài cái hoạt chất thôi, ít thôi. Thì đầu tiên là niclosamide. Thì cái niclosamide này nó được hấp thu qua đường tiêu hóa ha, thu qua đường tiêu hóa và trong cái quá trình mà chuyển hóa thì nó biến thành cái dạng là không còn hành tính, đó là aminoglycoside. Thì về mặt cơ chế thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái sự hấp thu sự hấp thu của sáng dây. Thì các bạn biết là đối với sáng dây thì cái cơ chế mà nó ký sinh là nó sẽ hấp thu cái dưỡng chất thông qua bề mặt cơ thể của nó và như vậy thì cái niclosamide này nó can thiệp lên cái cơ chế là hấp thu cái gluco của cái sáng dây, ảnh hưởng lên cái sự hấp thu gluco của sáng dây làm cho sáng nó bị mất năng lượng, bị mất năng lượng và chết. Thì sáng dây thì mình có thể gặp cái loại ký sinh này trên nhiều cái chủ khác nhau. Từ các cái loại thuốc cưng, thuốc nhảy lại, gia cầm và kể cả người. Thì như vậy niclosamide nó có thể kiểm soát hiệu quả hầu hết các cái sáng dây trên các cái vật nuôi, trên các loại vật nuôi. Thì sáng dây này thì hầu như là nó ở trên đường tiêu hóa thôi. Cho nên là các cái dạng bào chế sử dụng thì mình cũng nên ưu tiên sử dụng các cái dạng thuốc cấp qua đường tiêu hóa thì nó sẽ hiệu quả. Ở đây là liều lượng ha, liều lượng các bạn tham khảo nha. Rồi kế tiếp là Praziquantel. Thì cái Praziquantel này nó nó có cái đặc điểm về dược lý là nó hấp thu cũng rất là nhanh, nó đạt được cái nồng độ cao ở trong máu khoảng từ 30 đến 60 phút thôi. Và ở cái khi mà chúng ta cấp qua cái đường tiêu hóa thì tế bào ruột nó có thể nó, tức là sau khi mà hấp thu thì nó có thể bài tiết trở lại, nghĩa là nó có cái chu trình gan mật các bạn ha, bài tiết trở lại nghĩa đây mình hiểu là nó có chu trình gan mật ruột. Và do vậy thì cái tác động của nó trên cái trên cái ký sinh ở đường ruột, đặc biệt là sáng dây, thì nó sẽ được kéo dài hơn. Thì cái chỗ này mình hiểu nó như thế. Về mặt cơ chế thì cái Praziquantel này nó cũng giống như là cái niclosamide hồi nãy không? Thì từ đầu cô cũng có nói với các bạn đó là những cái thuốc mà trị sáng là đa số là nó sẽ tác động theo kiểu là can thiệp
lên cái sự chuyển hóa năng lượng ký sinh. Còn cái nhóm thuốc trị run á, thì nó sẽ có cả, có thể nó có cả hai cơ chế, nhưng mà tập trung chính vào cái cơ chế đó là nó tác động lên thần kinh ha, tác động lên thần kinh. Còn ở đây thuốc trị sáng dây thì hoàn toàn các bạn thấy là gần như là nó can thiệp chủ yếu lên cái sự hấp thu và cái sự chuyển hóa cái năng lượng của con ký sinh, của con sáng dây là chính. Rồi thì chúng ta thấy là trong cái phần phân loại thì mình, và qua những cái thuốc mà chúng ta đã đề cập từ nãy giờ đó, các bạn cũng thấy là có những cái thuốc thì nó có phổ rộng, nhưng mà có những thuốc thì phổ của nó hẹp. Thành ra là người ta sẽ phối hợp các thuốc với nhau ha, để nhằm mục đích là kiểm soát được nhiều loại ký sinh. Trong cái phần nguyên tắc mình cũng có thấy đó, là các thuốc trị run sáng làm sao đảm bảo cái phổ nó phải rộng, diệt được nhiều loại ký sinh, diệt được nhiều giai đoạn khác nhau ha. Cho nên là trên cái nguyên tắc đó thì cái việc mà sản xuất các cái dược phẩm để mà kiểm soát cái trùng nó cũng được thực hiện như thế. Thì đây là một trong những cái, đây là hai trong số những cái sản phẩm mà các bạn thấy là có sự phối hợp giữa các hoạt chất với nhau, có sự phối hợp giữa các hoạt chất với nhau. Thì cái Brazil One Tail là chúng ta mới vừa đề cập đó, là nó kiểm soát cái sáng dây, đúng không? Kiểm soát sáng dây. Còn Febantel và Birantel nó là những cái dẫn xuất của Morantel, nó là những cái dẫn xuất của Morantel và để kiểm soát cái nhóm dung tròn, kiểm soát cái nhóm dung tròn. Cho nên là cái sự phối hợp này thì nó giúp cho mở rộng cái phổ tác động, đó là mình vừa kiểm soát được run, vừa kiểm soát được sáng, vừa kiểm soát được run, vừa kiểm soát được sáng. Cho nên mình nhìn vô cái phức hợp này thì mình phải hiểu là cái nào là kiểm soát sáng, cái nào kiểm soát run, bởi vì đây là một cái hỗn hợp kiểm soát run sáng nè, nhưng mà mình cần phải biết là cái nào kiểm soát run và cái nào kiểm soát sáng nha. Thì cái Brazil One Health này là trên cái nhóm sáng và nó chủ yếu là sáng dây nha, sáng dây. Còn Febantel và Birantel là trên nhóm run nha. Rồi đây là một số cái thông tin liên quan đến cái liều sử dụng và cũng như là tính an toàn và tính độc. Chúng ta sang cái hoạt chất kế tiếp là Rafosanic. Rafosanic thì cái Rafosanic này là một cái hoạt chất mà nó kiểm soát cái sáng lá, kiểm soát sáng lá, sáng lá. Thì trong cái những cái đặc điểm về mặt dược lý thì cái thuốc này nó có một cái sự gọi là sự đạt được cái nồng độ ở trong huyết tương nó khá là lâu sau khi cấp thuốc. Khá là lâu sau khi chúng ta cấp thuốc từ khoảng 24 giờ đến 48 giờ. Từ 24 giờ đến 48 giờ mà nó sẽ gọi là nó bài thải khi vào trong cơ thể thì nó không chuyển hóa ở bất kỳ một cái nồng độ nào. Và cái thời gian bán hủy thì khoảng từ 5 cho đến 10 ngày. Như vậy các bạn thấy là nhìn chung về cái đặc điểm dược lý học của cái thuốc này thì mình thấy là gì? Nó hấp thu chậm, đúng không? Hấp thu chậm, bài thải ở cái dạng là còn hoạt tính và gì nữa các bạn, và cái thời gian bài thải là nó khá là dài, đúng không? Thời gian bài thải khá là dài. Công dụng thì như cô nói là đây là một cái thuốc để mà kiểm soát sáng lá gan, đặc thù là để kiểm soát sáng lá gan. Cho nên là về mặt công dụng thì nếu mà chúng ta sử dụng đơn lẻ cái Rafosanic này thì nó sẽ chỉ kiểm soát sáng lá gan thôi, sáng lá gan lớn và sáng lá gan nhỏ, sáng lá gan lớn và sáng lá gan nhỏ. Thì cái sáng lá gan lớn và sáng lá gan nhỏ này là nó là hai loại khác nhau nha các bạn, nó là hai loại khác nhau chứ không phải là cái sáng lá gan nhỏ là cái con
cái gọi là cái con non của cái sán lá gan lớn nha, không phải như vậy ha. Tức là đây là hai loại khác nhau, tại vì người ta gọi tên theo cái hình dạng của nó. Một con thì nó có cái kích cỡ nó lớn hơn nên người ta gọi là sán lá lớn, còn một con là sán lá gan nhỏ. Thì cái Fasciola hepatica này là sán lá gan nhỏ đó các bạn, còn Fasciola gigantica này là sán lá gan lớn ha, sán lá gan lớn. Và vì cái thuốc trị sán lá gan hay là thuốc trị sán dây thì nó đều là những cái dạng mà nó có cái phổ hẹp, cho nên là người ta sẽ phải phối hợp nó. Tương tự Brazil One Health hồi nãy thì cái rafosanib này nó cũng sẽ phối hợp với những cái thuốc để mà có thể kiểm soát được cái thêm cái nhóm giun ha. Đây là một trong những, đây là hai trong những cái sản phẩm mà có sự phối hợp của rafosanib với các cái hoạt chất mà kiểm soát giun. Ví dụ như đây là phối hợp với levamisole, đây là phối hợp với levamisole, còn đây là phối hợp với rafosanib, đây là phối hợp với rafosanib. Và những cái dạng này thì các bạn cũng thấy là dạng viên hoặc là dạng dung dịch uống ha, dạng viên hoặc dạng dung dịch uống.